ơi, đẩy lẩu lại khoan. Kệ nó. Kệ cho vậy luôn đi. Ba cái móc nó động mà tự nhiên cho kéo. Rồi, ta kéo làm kéo mấy đám đông luôn. 3 4 5 6 7 8. Ồ, gần 20 con. Má có con cá phi nó bự dữ. Trời ơi, con cá gì mà bự. Má cá lóc không rồi. Ừ, cá lóc không à. Lù luôn hả? Ờ, con này chắc có trứng không anh Lý? Có. Nó là quyển nghe quý vị. Trời ơi. Quá sức. Wow. Chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình có năm anh em mình đi kéo con bắt cá cho mọi người xem nha. Đổi. Đổi hả? Đổi phiên kéo phải không? Ủa này là mấy cái rong vậy là cái cây đó nó chìm được tới dưới không anh? Mét 8 không? Ôi 2 mét mấy à. Chứ bình thường bữa anh đi trên mương đào là mét 8. Ừ. Cái này tính ra nó dài là kéo đuối luôn á phải không? Tính ra bờ ruộng này trơn dữ. Nè cái tim bự nè liếc. Trời, dở lên cái cho đã coi. Ồ, đã quá. Đúng rồi, nặng lắm, mấy cái rong này nặng lắm. Hôm trước mình có đi bên cánh đồng bên mương đào rộng lớn, ít rong lắm, nhưng mà cá không có nhiều nha các bạn. Lại đi đổi điểm mà. Để coi ở bên này, cá có nhiều hay ít. Nếu nhiều quay cho mọi người cùng xem nha. Đi hồi cũng đuối luôn. Ui, có rồi. Có không anh? Có không? Quay lại cho coi cái coi. Cái gì vậy? Rồi, cá lóc ha. Cái này kêu là cá trào hả? Từ từ Phan. Để cá nó sợ. Có không? Nó tiêu rồi nè. Đụng cái rốt luôn rồi. Tiêu. Cá nó thấy rồi. Nó cũng má nó đụng rợ cái hôm nghe giật giật luôn mà. Nó chạy rột rột luôn mà bắt nó được. Rồi. Quá. Wow. Rồi vô anh, vô thùng. Lẹ tiếp lại kia. Này lượm cỡ con chừng nửa ký thôi được à ha.
Dính được không? Dính không? Dính không? Qua dỡ lên cho em coi cái anh ấy. Trời ơi ha, con này đúng không? Phán cho em coi gần gần cái coi. Trời ơi đó, ồ đã quá rồi, vô. Vô vô, ngon lành lượm. Mò tay luôn hả bạn? Có hình liếng nó có nhúc nhích gì không? Rồi quá, cứ lần nào cứ ụp lại ngang con, ụp lại con là đã. Đó, có khi nào ụp lại lần được ba con không? Cảm giác sướng ha, nếu lần được ba con sướng. Phạn tới phụ Phạn. Ồ đã quá. Lượm lượm. Thì liên tục vậy luôn hả? Trời ơi nữa hả? Ôi. Nãy giờ mình có được con rô mề nào chưa? Gì cá biển nữa hả? Rồi thôi coi như tha nó đi. Ủa lúc này mình ở đây nước ngọt mà cũng có cá rô biển ha. Lóc hành, lóc hành. Ủa, cho nó coi. Rồi ngon lành. Bữa nay đi sao cho ông Phan xách cá mệt luôn mới đã. Xách mà sợ luôn không Phan? Ủa cái thùng đó nãy xăng không rồi Phan xúc ra chưa Phan? Ờ không, để không xúc hồi cá chết hết. Mấy này là bông súng hả Phan? Bông súng. Ủa bông súng này là nhỏ gì có ăn được không? Được anh. Quá chừng bông súng luôn. Nhưng mà anh thấy loại này sao nó nhỏ quá. Chua cơm mẻ thì anh thấy bình thường, bông súng kia cộng bự lắm. Con súng này thì nó cộng nó nhỏ quá, chắn bằng phần nửa kia chứ gì, sợ không tới nữa đúng không? Trời ơi, sớm té luôn. Qua, wow, trời chỉ mưa rồi. Có không anh? Rô hả? Rồi thôi mình đổi qua đám kia đi. Không có cái ơi. Ồ đã quá. Rồi ok. Tính ra cũng có nghề quá ha. Mới chụp lần thứ hai là có dính được rồi. Cái đó bộ dữ à. Sao ngon lành không anh? Ngon lành không? Rồi rồi. Đây nữa nè.
bự không, bự không, bự không? Ừ. Ừ. liên tục thôi vô anh. Đây mình nè, trời ơi, ô liên tục luôn. Nhưng mình phải giờ điểm thôi để chú la quá. Rồi đã ngon lành luôn. Cái đám bên đó hình như thấy ít rong hơn bên đây phải không? Dính cái hồi đỏ nó vô nơm mà bắt không được. Nó chạy. Gì chứ có dính là mê à? Vô rồi. Chạy quậy nó cho nó khỏi cái lụm độc đủ má, lụm cá bự. Bự bự. Bự không? Đó cho coi cá nữa nha. Quá. Rồi, ok. Ngon rồi. Rồi mình đổi đám đi, qua bên kia. À, anh em mình đã qua đám mới rồi nha mọi người. Đám bên đây cá nhiều đó, nhưng mà bị chú la nên thôi mình phải dời qua đám ruộng bên đây để mình làm tiếp. Mà dính luôn. Ôi hay quá. Gì ngoài nơm rồi trong nơm nữa hả? Ngoài rồi trong luôn. Ôi. Bắt không được luôn hả? Lượm kem hả? Wow, dễ ăn quá. Vô anh, rồi. Nó kêu là cá trào hả? Cá trào. Rồi. Ngồi tại luôn hả? Dục hả? Giờ này trời cũng chuyển mưa rồi. Trời tối mà cũng trời cũng chuyển mưa. Có thể anh em mình làm vài vòng nữa rồi anh em mình cũng nghỉ. Ở bên đây thì đám ruộng này thì ít rong, nhưng mà có cái cá không có nhiều bằng ở đám hồi nãy ở bên kia mấy anh em mình đi nha các bạn. Bên đây đi khỏe hơn, không có rong, không có cỏ nhiều, nhưng mà cá thì ít hơn. Thank you.
lóc ha anh. Chà bá luôn. Chà bá đó, vũ vũ mấy con cỏ rồi. Đã đã rồi. Đã luôn. Rồi chiều nay có ngã mồi nhậu luôn. Chiều nay có cháu cá ha. Ủa mình cũng xả hơi chứ, mệt chứ, nãy giờ mệt quá sức. Ủa tính là mình đi không luôn á, mà mình còn mệt mà còn kéo cái này nữa thì bởi còn kéo này thì hiểu. Ký không anh? Ký nữa ký không? 2-3 gram hoài. Đi trên này thì chỉ sợ mấy con ốc bu vàng á, mấy cái vỏ nó đạp một cái. Đây là cây ủa Phạn, này là kêu là cây mua hay cây mua không Phạn? Mua mua hả? Đây là cây mua mua nha mọi người. Cây này cũng là một thầy tiểu thơ. Ồ quá. Cái tim một quá chừng. Cái tim đây nè. Rồi xuống. Đúng rồi, đây nó cứng quá. Má không có luôn. Ta chui kỹ rồi. Đất này cứng quá, nhiều khi nó chui không được. Nó chui xong rồi cái nó tuột luôn. Kỳ vậy. Hết linh. Kỳ vậy thiếu. Miễn có là vui rồi ha. Rồi. Rồi là ngon rồi. Chú tim vậy còn cá bự đúng không? Cỡ này thì cũng hơn 10 con ký chứ bộ giỡn hả? Ờ tính ra con này bự quá anh Hiếu. Tính ra mình kéo vậy là mình khỏi tập thể dục luôn á. Ngày nào mà cũng kéo vậy đi, ngày kéo chừng tiếng thôi là mình ốm luôn, chừng tháng là mình ốm cả 10 kg là bình thường. Kéo đèn ơi, mệt quá rồi. Má mày lội hết nổi, thở như chó luôn rồi. Này Phàn phải ráng lên mới được. Ráng kéo chừng dài bữa đi, mình sẽ xuống 2-3 kg. Vừa có cá nữa, vừa dám mở vừa có cá nữa. Cái này về bỏ nhảy luôn á. Bỏ nhảy luôn. Nghỉ nhảy luôn. Về bây giờ dở rung rung rồi biểu nhảy sao nhảy nổi. Đừng em cáo hỉ kìa. Rùa biển. Ôi nhìn nó ok quá. Ấy cũng nhiều chứ. Cả 20 con ha. Nhìn vậy là biết mình đi kéo côn rồi đúng không? Đúng rồi. Thôi giờ này anh em mình cũng về luôn nha mọi người. Gần 6 giờ rồi. Mệt, ai cũng bơ phờ. Chúc mình về tới nhà rồi.
người coi thành phẩm nha. Ê, đẩy lẩu lại khoan. Kệ nó. Để cho vậy luôn đi. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ồ, gần 20 con. À, có con cá phi nữa, bự dữ. Trời ơi, con cá gì mà bự. Cá lóc không à. Tầm được 2 ký ha, được 2 cá phi à. Ủa con cá phi chứ, rau biển thì được 2 con à. Rồi Phan ơi, gom lại đi mình nè đi. Mập lù luôn hả, con này chắc có trứng không anh Lý? Có, nó rau biển nè, muốn vậy. Trời ơi, quá sức. Giới thì biết chứ. Còn quay nãy được mình đi đám bên đây nãy giờ cũng nhiều luôn ha. Rồi thôi, anh em mình về. Rồi, kết thúc. Nôm, 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 nôm.